Rồi, em kính chào các bác. Trong clip hôm nay thì em sẽ test mộc mạc cho các bác xem chất âm của cái dòng đẩy crowd của Mỹ này. Đấy. Về cái công suất của những cái dòng crowd thì thôi mình không phải bàn nữa rồi, bởi vì nó rất là khỏe. Hơn nữa thì em đang quay cho các bác đây là con 1200, tức là công suất nó là 1200W. Đấy. Hôm nay em sẽ test cùng cặp 9595 của Yamaha. Hiện tại bát 40 thì dòng sạc win thì hiện tại là em cũng chưa về được. Thì em test tạm bằng cặp 9595 mới về này, cặp bát 40 này. Và em sẽ test mộc nhé. Test mộc ở trên điện thoại vào trực tiếp với cục đẩy này. Sơ qua thì em này nó chạy 24 sò vương miện, chạy hai bình thế nguồn, công suất 1200W, điện 120V. Đấy, em sẽ test cho các bác thấy tại sao mà đẩy thì cơ bản không phải hãng Crown mà những hãng khác thì đẩy tùy công suất, thì đương nhiên đẩy thì nó sẽ nghe đẩy là đã thấy khỏe rồi, nhưng mà cái Crown này nó khác ở cái chất âm, tức là khi nghe mộc các bác, thậm chí những cái bác có thể vẫn hoàn toàn dùng đẩy Crown này nghe direct, nghe trực tiếp để nghe nhạc được, bởi vì cái chất của cái dòng đẩy Crown này nó rất là hay, nó sang tiếng, nó trong tiếng. Đấy. Hôm nay em sẽ không test bass nữa, bởi vì bát thì thực ra với những cái đẩy mà nó khỏe thì test bát này thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà cái khác biệt ở cái dòng crowd đấy là cái chất. Đấy, đây đằng sau các bác nhá. Thì những cái dòng đẩy crowd như này thường nó sẽ làm volume đằng sau này. Đấy, ví dụ các bác nhìn tay em chỉ đây. Đấy, của vế phải. Đấy, của vế trái. Đấy, kiểu thế, tức là hai vế, tức là chỉnh hai loa. Thì hiện tại thì em cứ để ở một cữ này. Đấy, cái nút vặn này này các bác này. Em có để một cữ này, còn đâu thì em sẽ chỉnh to nhỏ ở điện thoại. Đấy, kiểu về sau mà các bác chơi vang, tí nữa em sẽ làm clip riêng ghép về vang, xong rồi làm clip riêng ghép với cả là equalizer để các bác xem thử. Đấy, dòng này các bác lưu ý nó có hai dòng, một dòng là điện 120, còn dòng là điện 220. Thì hiện tại em đang quay cho các bác là phiên bản là điện 120V nữa thôi nhé. À, điện 120 các bác đừng có cắm 220, luôn luôn nhấn mạnh các bác đấy, hàng Mỹ là điện 120, made in USA, đấy. Điện 120V các bác nhá. Đó, em này thì công suất cực kỳ gấu, và các bác nhìn thấy 120V này, đấy, 600W mỗi vế đây. Đó, hôm trước thì hôm qua hôm kia thì quay cho các bác hai em, thì trong clip này em tháo ruột thì một bác chốt một con rồi, bây giờ mình quay test tiếng được một con cho các bác. Đấy, chất âm thì rất là hay, giá thì vẫn để như vậy thôi, để các bác nghe thử nhá. Thank you.
Đấy, ví dụ như em đang cắm từ điện thoại này, em có thể cho to nhỏ điện thoại. Đấy. Tí nữa em sẽ làm một cái bản clip riêng để test, em đẩy lại với vang và test em đẩy lại với cả quai. Nó có nhiều lựa chọn, hoặc là các bác có thể test em đẩy này với cả dây preamply. Và cái công suất của em này thì các bác đánh loa bass 50 là vô tư các bác nhé. Clip này các bác có thể chờ em sẽ test một cái bản khi mà kết hợp với cả vang để các bác hát. Em sẽ kết hợp rời xong rồi kết hợp với quai rời ra để các bác nghe nhạc. Bởi vì rời cái bản thân equalizer thì nó cũng như một cái chiếc dề thôi. Cái clip này thì là test mộc nhé các bác nhé, test mộc cho các bác thấy vơi sao và em thích dòng grab. Chất tiếng nó rất hay. Thực ra nếu mà nói về chất tiếng thì nó hay hơn cơ số, một cơ số dòng âm ly đấy. Mặc dù là nó không hề có âm sắc nữa. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.